Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với tựa game Dragon City. Mình là Thanh SG đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ xem có những cái thứ gì đang diễn ra hay không. Và mình sẽ hạ quyết tâm là chúng ta sẽ quắng lấy 5 con rồng, 4 con rồng đệ tử của con Dragon vào nhá. Và chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ tiền ra và mua những cái gói pack Dragon Master Pack này, 2000 game, 120.000 thức ăn, 25 triệu vàng cũng như là một con rồng hệ vô cực. Đắt đỏ thế nhờ. Nhưng bù lại chúng ta sẽ được thêm một là lượng game khá lớn. Con gì mới đây mà nó có giá là 745.000, 120 game, 120 cục gọi là nâng cấp cái môi trường Terra, 120 cái nghìn thức ăn và 120 cục shell của con gì đó, một con rồng bí ẩn. Khá là hay ta. Và mình sẽ đi lấy thêm các điểm coin đi. Mình đã lấy được cái điểm coin trong cái cột mốc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều rồi. Và bây giờ đã là hơn 5 giờ, 5 giờ 6 phút thì mình sẽ lấy thêm các cái điểm coin đây luôn nhá. Tất cả các điểm coin mà mình có thể lấy được ở trong này, tất cả luôn. Rồi. Hiện tại thì chỉ bằng lấy bằng này thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục là đi trong cái gọi là cái mê cung. Một cái đường lên phía trên của cái tòa gọi là phi thuyền đi. Để lấy được con Man Dragons, Man Walks, con đi bộ trên mặt trăng chứ. Cái chiêu đi bộ trên mặt trăng làm mình nhớ đến cái tựa phim One Piece. Có mấy cái bọn CP gì à? CP9 à? Đúng rồi, CP9. Sử dụng cái tuyệt kỹ là đi bộ trên mặt trăng. Và chúng ta sẽ cầu mong sẽ được 3 điểm. Yes, quá may mắn. Điểm số 3 điểm đầu tiên. Lên nào. Và lên nào. Một cục off của con gì đây? Legend rồi. Off của con gì đây? Elusive Dragon. Mình sẽ mất khoảng là 320 coin để có thể lấy được cái này. Mình đang hiện tại đang đứng ở trên đầu đúng không? Mình đang ở tầng thứ 89 rồi. Mình còn cách trên này là 11 bước thôi. Cố lên nào anh em. Cầu mong là sẽ được 3 ô này anh em. 3 ô thôi. 3 ô, yes, hay lắm. Và chúng ta đang xem xét cái bản đồ là mình nên đi kiểu gì. Chúng ta sẽ đi thẳng lên trên thôi. Oh, Legend. Ở bên này có coin này. Chúng ta có nên thử vận may không? Thôi là mình không nên thử. Mình chỗ đường nào bắt buộc phải đi. Ví dụ bên này chẳng hạn này, có game này. Phía trên nữa. Cố gắng nào anh em, xem như thế nào đây. Bắt đầu là quay. Ok, và một. Không biết là vui hay nên buồn đây. Vui vì chúng ta sẽ được thêm 9 game. Ui, đậu xanh. Ai chà, mặn gớm nhỉ. Được hẳn 9 game. Và hiện tại thì mình đang đứng ở tầng thứ 92. Chúng ta còn 8 tầng nữa để có thể lên được trên. Chắc phải hết ngày mai thì mình mới lên được. Mặn quá. Khi cái màn này mặn quá anh em ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ... Thật ra thì mấy cái điểm ở cái này thì nó khi nó random ra chúng ta là khoảng 1.000 điểm thì sao? Có thể lắm. Được rồi. À, và một cái điều bất ngờ là chúng ta sẽ có một cái gì đây? Quái nhở? Tại sao lại có một đua Heroic ở đây ta? Chúng ta sẽ có một cuộc đua Welcome to Race. À, vui ta. Vấn đề là phần thưởng nó sẽ là cái gì? Một cái đường đua nhỏ nhưng vấn đề là có được thưởng Heroic hay không? Đây là hướng dẫn thôi. Chúng ta đạt tới lap 3 để nhận thưởng anh em ạ. Và nó chỉ có thời gian là 3 ngày thôi. What? Cái gì vậy? Một ST sẽ được con gì kìa. Wow, cái gì đây? Đậu xanh. Phần thưởng nó có gì đây? Vấn đề, đây, phần thưởng đây. Phần thưởng nó sẽ chia ra cho chúng ta. À, phần thưởng là chúng ta sẽ một con farm dragon anh em ạ. Vị trí đầu tiên sẽ được 2.5m thức ăn kìa. Ui. Wow, ngon phết ta. Thật sự là nó khá là hấp dẫn đấy chứ nhở. Vị trí lát thứ 7 sẽ được một con farm này. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đến lát thứ 3 để tính điểm thôi. Nếu mình đứng nhất thì mình vẫn sẽ được con farm này. Và nếu lên lát thứ 7 nữa thì mình sẽ được hai con farm á. Đậu xanh. Và tùy theo cột mốc là chúng ta sẽ được nhận thưởng từng cái phút một. Lap 20 sẽ được một cái Ultimate Chest. Ngon vãi trưởng đấy. Đua thôi.
Còn đợi chờ gì nữa? Chúng ta sẽ farm dragon và mình sẽ đồ đua nào. Wow, hay quá. Chúng ta sẽ lấy food, chúng ta sẽ cho thú ăn. Cũng may là mình chưa trồng food nha anh em. May vãi ra trưởng. Mình sẽ trồng cái bình tĩnh. Chúng ta sẽ trồng cái loại cây thấp nhất đi. Là cây 50 đồng luôn. Tuy nhiên mình giật mình là sao chúng ta có một cái heroic. Không phải heroic, đây là một cuộc đua mini race. Nó diễn ra trong vòng 3 ngày. Tiếp mình sẽ lên tìm cái hồi pua. Cái thời gian hồi pua và mình sẽ tìm link cho anh em nha. Chắc là tối nay mình sẽ tìm. Vì mình làm xong mình còn hơi bận một chút. Mình sẽ mình sẽ trồng tất cả cây 50 đồng. Đua luôn nào. Và mình còn đang 30 game. Nếu mà thiếu game thì chúng ta sẽ đi đập lợn để lấy thêm được một ít game nữa. Thức ăn mình đang rất rất thiếu, phải nói như vậy. 2M là quá ngon dành cho chúng ta đấy. Rồi chúng ta sẽ 50 vàng nữa này. Ok, cho bắt đầu là trồng hết ở những chỗ 50 vàng này luôn. Nó tự nhiên hiện lên mấy cái này nhìn cho khó nhìn quá. May quá mình chưa kịp trồng cái loại cây 3M. Thật sự may. Cái cây 3M nó mắc lâu luôn đấy, phải nói như vậy. Đây rồi, chúng ta sẽ trồng thêm một cái, hai cái nữa ở bên ngoài nữa xong. Đây, một cái này nữa. Đã xong rồi. Nếu yêu cầu là bao nhiêu cái đây. Chúng ta sẽ thu hoạch tất cả thứ có thể. Và bắt đầu là trồng lên 400 năm. Ơi, ấn nhầm rồi. Mình cứ quen tay là ấn nhầm vào trong cái heroic. Heroic nó thường nó ở trung tâm. Nhưng mà đây là cái mini heroic. Mini Ray, không phải mini heroic. Tại vì nó có heroic đâu. Nó cho food và con farm này thôi. Con farm này mình chưa có này. Lần trước mình lấy xịt lấy 4 cái và cho thú ăn 3 lần. Được, cái này thì nhanh chóng thôi. Chứ cứ để cho nó hết đi. 200. Và bắt đầu cho mấy con Terra này ăn này. Mình rất rất nhiều Terra luôn. Hay, thỉnh thoảng có những cái cuộc đua như thế này thì nó vui hơn. Cuộc đua ngắn ngày nhưng mà mình sẽ được thêm các điểm coin nữa khi mà cho thú ăn. Được bao nhiêu con bọ rồi ta? Rồi, hình như được đủ 3 con bọ rồi phải. Để mình xem nha. Chưa ai đua cả. Hiện tại là chưa ai đua và mình là người đua đầu tiên đây. Mình sẽ cần lấy thêm 2 cái cục thức ăn nữa là mình xong. Đó, cần thêm một cục thức ăn nữa thôi là nó sẽ xong rồi. Đợi chờ đi anh em. Tranh thủ là chúng ta có thể là quay số đấy. Mình đợi. Chết tôi rồi. Vấn đề là chúng ta đang có quá nhiều con sinh sản. Quá nhiều con ấp trong này. Google. Thế quái nào sẽ có Google ở đây ta? Có con engineer đang sinh sản. Nhưng mà nó chỉ tầm khoảng 7 tiếng thôi. Tầm 1 ngày nữa xong thôi. Không quá khó. Thật ra thì mình chỉ cần một ô trống thôi mà. Không cần nhiều đâu. Thế mình sẽ skip con engineer lên được. Để bắt đầu sinh sản bọn Terra với nhau. Nhiệm vụ đấy thì dễ. Không quá khó khăn. Ok. Chúng ta tiếp phải lên trang web. Chắc là có bảng hồi pua đấy. Còn một cái nữa kìa. Sao được nốt 1 rồi. Cố lên nào. Có một bạn Việt Nam đua cùng mình này anh em. Theo mình thấy tên của bạn Việt Nam này. Bạn tên là Huỳnh Đan này. Hơi chà. Cầu mong đừng có hack lab nha em nha. Nếu bạn đó mà hack lab thì chắc là mình cũng móm luôn đấy. Nhưng thật ra thì mình lên lab 7 là mình cũng được con farm rồi. Mình không quan tâm lắm. Rồi chúng ta sẽ cố gắng lab 7. Mục tiêu lab 7. Chúng ta sẽ win liquid butter. Chúng ta lấy gold. Ôi đậu xanh. Gold à. May quá gold thì vẫn đủ. Gold xong rồi này. Chúng ta sẽ đánh. Còn một lần gold nữa. Cho lấy một lần gold nữa này. Đấy vừa đây một lần gold rồi. Tốt, và chúng ta sẽ vào trong cái phần Liquid Butter ở đây để có thể lấy thêm được một điểm nữa. Cho đánh một trận đã, tính sau. Tự nhiên cuộc đua Team Ray đây. Cuộc đua Ray đây, vui quá. Không biết bao giờ đến cuộc đua Team Ray đây. Chúng ta đang hồi hộp chờ đợi. Rồi con này thì mình sẽ xử lý. Con chim này mình sẽ xử lý nhanh thôi. 13k máu này. Vào đây nào, chúng ta sẽ giảm máu nó xuống. Để cho 2 Amukha. Hiện tại đang mức độ là A. Có thể là tấn công được luôn. X3 tốc độ lên. Tấn công nhanh tiêu diệt gọn Seishi. Còn tiếp theo là con hệ pua. Ok không được rồi. Chúng ta cần phải đánh đuổi con khác thôi. Như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào mà giết được nó. Mình còn chết cơ.
Mình sẽ bị khắc hệ rồi anh em. Không sao, mục tiêu của chúng ta đã giảm máu nó xuống rồi, mình không quan tâm lắm. Ơn mà nó chết luôn mà. Bó tay luôn. Khó chơi thật. Nhưng mình được cái 120 điểm này. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó chính là Winning a quest. Ôi trời ơi. Thế quái nào nhờ mình có quest nào đâu. Chết tôi rồi. Vấn đề là không có quest. Chưa lấy được con man. À may quá có cái quest này. Đây đây có quest đây. May quá có hai quest này. Tự nhiên có một đống quest nữa này. Gold quest xong rồi cái kia nó vừa cập nhật trong này cho anh em ơi. Được. Phần thưởng nó là cái gì? Phần thưởng của nó sẽ là nhiều vàng không? 600 2M. Cái này mà thay vào thức ăn nữa thì ngon nhờ. Không sao, đánh cũng được. Ánh sáng Yggdrasil đã sinh sản xong rồi. Nó được trở lại rồi. Tao còn yếu thôi, mình sẽ luyện cho Yggdrasil luôn. Tốt quá. Hôm nay buổi chiều hôm nay rất là vui, rất là có nhiều thứ để làm. Họ cập nhật rất là tốt đấy. Theo mình nghĩ là vậy. Rất nhiều bạn đang cảm giác có vẻ là chán so với cái sự kiện này, nhưng mà họ đã lồng ghép vào thêm một số cái sự kiện hay ho giúp chúng ta đỡ buồn. Có việc làm rồi, lại có cuộc đua rồi, lại là thức đêm để cày rồi anh em, vui vãi. Start up again. Chết đi. Ghost thần. Một điểm nữa thôi. Tốt quá, may mình cũng chưa làm này. Chúng ta sẽ đánh nhau luôn đi. Yêu cầu không cần yêu cầu con gì cả, nhưng mà chúng ta cũng phải tự nghĩ là Yggdrasil này, Oximus này, thêm một con nữa để tấn công nó. Mình sẽ cố gắng là nhất được cái trận này. Vấn đề là mình chỉ sợ là bị hack lab thôi, chứ không, nếu mà đua thẳng thừng ra thì chưa chắc đã có thể là thắng được mình đâu. Kinh nghiệm và bao cuộc đua cộng với thêm có một ít game nữa và thêm cả cái biết thời gian hồi pua nữa, chúng ta hoàn toàn nếu mà đua công bằng ra thì chưa chắc là mình đã không về tốt nhất. Chúng ta sẽ lấy vàng 8 cục vàng. Toi tôi rồi. Cục vàng 8 cục vàng thôi anh em ơi. Cầu mong nó hồi rồi. May quá nó hồi khá nhiều đây. Hình như 8 cục vàng rồi. Tiếp tục là lấy food. Chúng ta đã hoàn thành xong cái lab đầu tiên anh em ạ. Và thưởng 50 coin. Hay lắm. Để tiếp tục là đùa. 25.000 nữa để lên trên top. Rồi. Bắt đầu là trồng thêm food. Và tiếp theo ta sẽ đi đó chính là cho thú ăn. Vui vãi. Có cái cuộc đua này hay hao. Có anh em đang chat không? Có mini Ray rồi đó em. Vui vãi. Ok, có cuộc đua mà. Mới có ba, có một người biết thôi. Có vẻ như là nhiều người chưa online lắm. Mình sẽ cho một con ăn lên. Mình cần 5 con bọ. Một con này. Chúng ta đang đếm con bọ luôn. Đâu rồi? Hai con rồi anh em. Chúng ta cho lên 63 thôi như thế này trước. Rồi, mình sẽ tiếp tục cho thêm con level 1 đấy luôn này. Hình như phải cần thời gian hồi rồi anh em. Mình không hề được bất kỳ một con bọ nào nữa này. Đúng là như vậy đấy. Phải có thời gian hồi rồi, theo như mình nghĩ là vậy. Chúng ta cần phải lên trên mạng để xem có thời gian hồi đi. Mới được có 5/5 là đủ mà. Cần quái thời gian hồi ta. Theo như mình thấy là chúng ta có thể đi được. Rồi, mình sẽ tranh thủ vào đây để tiếp tục là đi lên trên cái phía đỉnh của nó luôn nha. Nào, lên đỉnh đấy anh em. Bắt đầu đi lên đỉnh thôi. Tuy nhiên có cái này nữa vào, chúng ta sẽ được thêm game rồi này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đường nào. Mình sẽ từ từ nha, mình sẽ xem cái bản đồ đã. Cái bản đồ mình có để ở phía dưới phần mô tả của video lần trước đấy. Chúng ta bây giờ là chỉ có thể là chạy thẳng một mạch lên trên đỉnh thôi. Đấy, chạy thẳng lên. Rồi. Stop, 3 điểm đi. 3 điểm, ủa máy thế. Quá ngon. Đấy, mình sang đây luôn. Rồi. Và quay một lần nữa nào. Sao nhảy lên một vậy. Trời ơi. Hết sạch điểm rồi anh em. Lại quay trở ra để tiếp tục vào đua. Không được một bất kỳ một cái bông nào luôn đấy. Chúng ta đang ở tầng thứ
Đây là tầng thứ 95. Chúng ta chỉ còn khoảng 5 tầng nữa thôi là ta sẽ lấy được con măn rồi. Ok, nhưng mà mình sẽ sạch điểm rồi, không còn bất kỳ một cái điểm nào nữa. Hơi buồn nữa. Đây phần thưởng này, mình sẽ xem cái phần thưởng của nó nhá. Phần thưởng của lab 2 là 25.000 á, không có coin nhỉ? Mình tưởng nó phải ghi coin đấy chứ. Chúng ta hiện tại đang dẫn đầu, tạm thời dẫn đầu thôi. Lab 2 thì họ đuổi kịp nhanh thôi mà. Ơ thế quái là nhỉ? Sao không được một cái bông nào vậy ta? Đùa nhau à? Thật sự đùa đấy. Rồi mình tranh thủ thì mình sẽ vào lấy cái hòm trước. Lấy cái hòm đây luôn. Yes, và mình đã xây sắp xong rồi đây. Quá ngon. Gửi tất cả những con rồng có thể đi. 4 con luôn. Ở đây cũng sẽ gửi rồng thêm này. Trong quá trình nó xây dựng cái kia. 1, 2, 3, 4. Lên nào. Và chúng ta sẽ tiếp tục là lấy ở đây. Đấy, được 3 bông, 4 bông, 5 bông luôn kìa. Wow. Xong một nhiệm vụ. Và chúng ta sẽ win League Battle trận thứ 2 là xong. Win League Battle. Tốt. Ok, chúng ta lựa chọn rồng kiểu gì đây? Mình bị mất một con đúng không? Không phải vấn đề. Mất con này thì chúng ta sẽ bỏ Eager Drasil vào hơn. Đấy. Tấn công nó nào. Tấn công cái con QB luôn. Một con rồng này thì mình sẽ đập nó một phát. Đập phát nhớ chết luôn rồi. Quên mất như vậy. Eager Drasil có chiêu khắc hệ mà. Có hệ chưa? Nhầm. Có hệ Primer khắc hệ được nó luôn mà. Start up again. Một chiêu 25.000 máu. Con này thì cũng thế thôi. Một chiêu nữa. Lên nào. 24.000. Nó không khắc hệ được mình. Tại vì mình không phải là Primer đầu tiên. Đơn giản thôi. Ok. Con này thì chiến đấu luôn. Mày chết đi. Một chiêu nữa. May quá. Mình vẫn cân được 3 anh em ạ. Chúng ta đang tràn trề cơ hội lên được cái mức độ là B. Rồi cho xong một cái này này. Nó yêu cầu chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ đấy Crating Gold. Đi khá nhanh. Cho nó đi khá nhanh đây. Cẩn thận từ từ nhá. Rồi đã xong. Nó yêu cầu bao nhiêu cái gold nhỉ? Hình như xong rồi. 7 trên 11. Mình sẽ còn lấy thêm khoảng 4 cái nữa thôi. 8 rồi. 9 rồi. 10 rồi. Và đây là 11. Yeah. Nhiệm vụ khá nhanh. Chơi khoa khá nhanh. Wow. Win League Buster 3 trận. Mình còn 1 trận nữa thôi. Xong mình dùng game mình next qua cũng được mà. Đây mình còn 1 trận nữa này. Đánh nhanh thắng nhanh nha. Ok. Chúng ta sẽ tấn công nó luôn. 33.000. Mình sẽ đánh khoảng 2 đòn. Nhẹ nhàng thôi. Như thế này đã. Đó, và để cho Eager Drasil last hit. Thật ra cũng không cần đánh đến mức thế đâu, vì nó có hệ khác mà. 9.000 mấy này. Quái sáng bóng tối. Tốt, mình khắc hệ con này anh em ạ. Tốt, lên nào. Chúng ta có thể giết được 2 con. Con Boulder thì cấp 25 và nó có Terra. Ui, trời ơi. Khỏe thế. Khỏe này. Mình chết rồi. Không thể nào mà sống được với con này. Astro Hit hút nó. 39.000. Win. Claim này cho được thêm một trận nữa. Và mình có thể dùng một game để finish Nose này. Xong nhanh thôi. Cái Hatching này và cái Breeding này thì mới là khó này. Mình sẽ dùng quay luôn đi. May mắn thì chúng ta sẽ được. Còn không được thì phải chịu thôi. Hai item cũng là ổn. Nó vẫn là tốt hơn so với một item. Cho được hai cái cành cây luôn. Và mình sắp lên được lab 3 rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ thì chúng ta quay trở lại. Mình cần phải hatching. Hatching hai quả trứng nữa. Mình sẽ skip một con đi nhá. Skip con này luôn. Mất 5 game. Đợi lâu lắm. Chúng ta skip con này đi và cho nó vào bất kỳ chỗ nào cũng được. May quá. Nó sẽ có môi trường hệ kim loại ở đây luôn. Đấy, phải cho được chứ. Vì đây là con rồng mới, nó hơi lag. Và chúng ta sẽ đi mua những quả trứng Terra. Bắt đầu up và up. Cố gắng hoàn thành xong cái này. Lên nào. Lúc ấy mình có 38 game cơ. Nhiều game phết nhờ.
mình sẽ mua trứng Terra ở đây nha. Chúng ta sẽ vào trong Dragon và mình sẽ mua trứng của Terra luôn. Đó. Đợi chờ. Bây giờ có 3 ô nữa thì ngon không? Đúng không? Một ô thì nó hơi lâu. Đợi chờ thôi. Mình cần 2 quả trứng để lên được lãm số 3. Đây, cho nó vào bất kỳ vị trí nào. Đã yêu cầu đánh giá thôi. Tiếp tục cũng sẽ mua thêm một quả trứng nữa đi. Dragon và 100 đồng vàng. Quay trở lại với cái này thì chúng ta sẽ cần 2 cái đúng không? Và mình có thể finish nốt này. Oh, mình được thêm một quả trứng này. Wow, ngon vãi chưởng. Tuyệt vời đấy. Khá là hay ho. Rồi mình sẽ đợi thêm cái này. Đây, thêm một quả trứng nữa. Và mình sẽ bắt đầu bán hết những con Terra đây đi luôn này. Chúng ta sẽ bán con này đi. Chẳng lẽ 2 quả sẽ được luôn 2 cái điểm luôn sao? May mắn đến thế sao? À không được rồi. Bây giờ chắc chắn sẽ không được rồi. Ok, chúng ta sẽ mua thêm một con nữa nào. Đợi chờ một chút. Hy vọng là nó sẽ ra được luôn. Và nếu không ra được luôn thì thôi vậy. Thôi thì chắc là mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Dragon City. Và sẽ tiếp tục cuộc đùa ngay trong sáng mai thôi. Bye bye.